Tổ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay tổ thuốc gia đình xin tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú anh chị một sản phẩm tiếp theo, đó là sản phẩm Dobergan 500 sủi. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên Dobergan 500 sủi chứa paracetamol 500mg, tác dược vừa đủ một viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: thuốc Dobergan 500 sủi được chỉ định điều trị các triệu chứng bệnh lý dưới đây. Điều trị những triệu chứng đau trong các trường hợp như đau răng, đau đầu, đau nhức do cảm cúm, đau nhức cơ xương, đau sau khi tiêm phòng và hạ sốt, vân vân. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng: dùng đường uống, hòa tan viên thuốc với một lượng nước thích hợp đến khi hết sủi bọt, nên dùng thuốc sau bữa ăn. Liều dùng: người lớn kể cả người cao tuổi và trẻ em từ 12 tuổi trở lên, hòa tan 1 đến 2 viên trong ít nhất nửa cốc nước cho mỗi 4 đến 6 giờ nếu cần. Liều dùng hàng ngày: tối đa cho người lớn 8 viên trên ngày. Không dùng thuốc quá liều chỉ định, không nên sử dụng thuốc với các thuốc khác có chứa thành phần paracetamol. Khoảng cách tối thiểu dùng liều lặp lại là 4 giờ. Đối với trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, hòa tan 250 đến 500mg trong ít nhất nửa cốc nước cho mỗi 4 đến 6 giờ nếu cần. Liều tối đa hàng ngày 60mg trên ký cân nặng, chia thành nhiều lần, mỗi lần 10 đến 15mg trên ký cân nặng, dùng trong 24 giờ, không dùng quá liều chỉ định. Không dùng với các thuốc khác có chứa thành phần paracetamol, không dùng quá 4 liều trong 24 giờ, khoảng cách liều tối thiểu là 4 giờ. Thời gian tối đa dùng thuốc không có tư vấn của bác sĩ là 3 ngày. Trẻ em dưới 6 tuổi không khuyến cáo sử dụng thuốc này cho trẻ em dưới 6 tuổi. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc. Thuốc này không được dùng cho những trường hợp sau đây: người bệnh dị ứng với paracetamol hoặc các thành phần nào của thuốc, bệnh gan nặng hoặc bệnh gan thể hoạt động, người bệnh đang thiếu hụt men glucose-6-phosphate dehydrogenase. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: gối loạn hệ máu và bạch huyết, làm giảm lượng tiểu cầu, giảm bạch cầu trung tính, giảm bạch cầu. Gối loạn hệ tiêu hóa, tiêu chảy, đau bụng. Gối loạn gan mạch, tăng enzyme gan. Gối loạn hệ miễn dịch, phản ứng phản vệ, phù quinin quá mẫn, vân vân. Gối loạn da và mô dưới da, nổi mề đay, ban đỏ, phát ban, hội chứng ngoại ban, mụn mủ toàn thân cấp tính, hội chứng hoại tử da nhiễm độc, hội chứng Tavenjensen. Gối loạn mạch, hạ huyết áp, triệu chứng của quá mẫn, vân vân. Thận trọng khi sử dụng thuốc. Những thận trọng khi sử dụng thuốc này. Những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Trường hợp có bệnh gan nặng hoặc bệnh thận phải hỏi ý kiến y bác sĩ trước khi sử dụng paracetamol. Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Tavenjensen, hội chứng hoại tử da nhiễm độc hay hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính. Ở những bệnh nhân bị tăng glutathione như nhiễm trùng máu, sử dụng paracetamol có thể làm tăng nguy cơ chuyển hóa axit trong máu. Nếu các triệu chứng còn dai dẳng, tham khảo thêm ý kiến y bác sĩ. Thời kỳ mang thai, các nghiên cứu trên người và động vật vẫn chưa xác định được bất kỳ nguy cơ của paracetamol đối với thai kỳ hoặc sự phát triển của thai. Thời kỳ cho con bú, các nghiên cứu trên người, paracetamol không xác định được bất cứ nguy cơ nào đối với phụ nữ đang cho con bú hoặc trẻ bú mẹ. Paracetamol qua được hàng rào nhau thai và được bài tiết vào sữa mẹ.
Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc, thuốc không ảnh hưởng gì đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Lưu ý cần thiết: vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.